Hello, xin chào mọi người. Mình là Hùng, là chủ kênh của cái kênh này, Rock API. Và hôm nay mình có một lịch quay với Lilith cũng như là hai nhân vật bí ẩn nữa. Hiện tại thì đang chuẩn bị khăn gói ra máy bay. À nhầm, ra sân bay. Thì đây là cái video vlog đầu tiên của cái kiếp con người này, nên là nếu có điều gì sai sót thì anh em góp ý dưới phần comment nha. Thì hiện tại bây giờ thì mình ra bắt taxi đã. Taxi đến đít rồi. Giờ mình lên taxi thì chắc là phải ngủ tí, tại vì đêm qua cày cũng ác, ôm cờ cũng ác. Nên là chuẩn cảnh em nhá. Không ngủ được mọi người. Từ nhà mình đến sân bay Nội Bài nó mất tầm độ khoảng độ 50 phút thôi, nên là mình nghĩ ngủ cũng không đáng bao nhiêu cả. Chợp mắt tí lại tỉnh. Và mình chợt nhận ra là mình đang đi qua một con đường mà ngày trước mình đang bán mình cho tư bản. Đường cũng khá đẹp, nhiều cây. Mỗi tội bây giờ khác, bây giờ mình thấy đẹp, ngày trước mà mình thấy không đẹp lắm. Thì từ chỗ mình mà vào thành phố Hồ Chí Minh mất đâu đó tầm độ 1800 cây. Và nếu mà đi ô tô, xe máy thì mất 30 tiếng. Mình đi máy bay thì mất tầm độ 2 tiếng. 2 tiếng máy bay, 1 tiếng đi xe đến sân bay. Xong rồi lại 1 tiếng từ sân bay vào cái chỗ mà quay nữa mọi người ạ. Loanh quanh mất tầm 4 tiếng. Lịch trình của mình hôm nay thì là xuống sân bay này, tìm phòng khách sạn này, tối đi uống nước mà tối đi uống nước với những nhân vật mà ai cũng biết là ai đấy. Thì tầm độ 1-2 phút nữa thôi mình chuyển cảnh, chắc là đến người đấy rồi anh em ạ. Và anh em sẽ nhận ra là người, anh em sẽ nhận ra nhân vật bí ẩn đấy. Thế mà thì đây là một sự kiện của Live khi được tổ chức, mà có mời mình với lại nhân tố đấy, là gọi gì, nhân tố D anh em ạ. Nhân tố D, mình với nhân tố D và cộng thêm một phù thủy đến từ Việt Nam nữa. Video này sẽ được up lên kênh Live Kingdom chính thức. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có vlog ở đây, cũng như là nhân tố D khả năng cũng sẽ có vlog. Nhân tố D nói chuyện rất là hay, khả năng cũng có thôi. Đến sân bay rồi mọi người ạ. Trời oi bức, nóng khó chịu ấy. Thì đây là lần thứ hai mình đi máy bay anh em ạ. Lần đầu tiên là mình đi apply ở trong thành phố Hồ Chí Minh với Vương quốc 1648. Thì đây lần này thì cũng là apply, nhưng mà apply ít người hơn. Bây giờ thì đang phải ngồi đợi nhé. Ngồi đợi làm tí nước dưa hấu cho mát ruột. Mà em biết cảm giác gì tệ hơn cảm giác ngồi đợi không? Là mình đang phải ngồi đợi 30 phút nữa trong cảm giác buồn ngủ em ạ. Bữa vãi, bao giờ mới được lên máy bay để ngồi ngủ tí. Ngủ thì được 2 tiếng là cũng được giấc rồi anh em. Ở trong KPK anh em chỉ cần được ngủ khoảng độ 1 tiếng 2 tiếng thôi là khỏe hẳn ra. Đừng anh em là thức thông quá nhiều nhá. Thức thông, ví dụ thức thông 24 giờ là không ổn đâu. Thức tầm độ 22 giờ thôi, ngủ 2 tiếng là đẹp. Nên là tí nữa mình lên máy bay mình update thêm anh em nha. Ê anh em, mình vừa nãy mình cũng phát hiện ra một điều này anh em ạ. Ôi gái Tây xinh vãi ra, mà gái Tây cũng có một kiểu giống kiểu người Việt Nam anh em ạ. Đây này, anh em nhìn này nhá. Cái kiểu nhìn ấy, kiểu gọi là như nào, kiểu nói xấu ấy. Nhưng mà các bạn ấy trắng em ạ, trắng xinh. Nên là nhìn thế cũng được. Cuối cùng cũng lên máy bay mọi người ạ. Chuẩn bị được xuất phát rồi, ngồi đợi lâu ai. Thì bay khoảng độ 100 phút anh ạ. Bay 100 phút rồi đến thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là 40 phút vào khách sạn nghỉ ngơi, tối đi uống nước là đem. Không biết là cà phê ở Sài Gòn có ngon hơn cà phê ở Thái Nguyên hay không. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã xuống xe anh em ạ. Bây giờ đang là 6:30, xuống đến Sài Gòn thì là trời đã tối rồi anh em. Nhưng mà được cái là mát. Mình chơi game thì anh em biết rồi đấy. Đánh nhanh thắng nhanh hoặc là thua nhanh chỉ trong vài đòn. Và giờ đây thì mình đang vẫy tay chào Sài Gòn anh em ạ. Hello Sài Gòn. Giờ thì chắc phải kiếm cái gì ăn đã anh em ơi. Bây giờ còn chưa biết ra ở đâu để thuê xe anh em ạ. Trời ơi, nhằng quá. Đang mưa mọi người ạ. Gió và mưa. Theo như mình nghĩ là đấy là tín hiệu tốt. Tại vì
Mưa là may mắn anh em ạ. Làm gì mà mưa sẽ may mắn. Mình nghĩ lại rồi anh em. Không may lắm vì mưa to đấy. Không có ô. Thế bây giờ làm nào? What the fuck, bây giờ làm nào anh em? Trời ơi, thôi để mình hỏi xem chủ xe này nào đã. Mưa to ác mọi người ạ. Nếu mà coi cái việc mà làm đại sự gặp mưa là may mắn ý, thì hôm nay mình nghĩ là mình là người may mắn nhất hành tinh rồi. Mưa to như chút nước luôn. Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa to vãi trưởng. Bây giờ thì kiếm chỗ ăn thôi mọi người ạ. Mấy giờ rồi? 9:52. Rồi bây giờ mình kiếm một cái quán gọi bò Mỹ tốt tiêu đi. 100k ăn tối anh em. Vừa ăn tối vừa trú mưa vừa kiếm taxi mọi người. Nói chung là hôm nay là mình chúa tể may mắn rồi. Đỡ chỗ nhà để mình sâu cho anh em món bò Mỹ sốt tiêu đen. Một suất bò sốt tiêu đen, một đĩa salad, một miếng bánh mì và có một cái cạo cao su nữa anh em ạ. Cao su ăn no lâu. Ok. Mày mà ngắn nhá. A few moments later. Bây giờ là 7:44 và mưa nó có dấu hiệu ngớt một chút anh em ạ. Trời ơi, con người quá may mắn. Từ lúc dùng máy bay đến giờ là mưa liên tục. Bây giờ là chuẩn bị đi uống nước với mọi người, xong rồi bàn luận một chút về buổi ghi hình ngày mai. Xong bắt đầu về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Ở đây đông quá anh. Đông vui nhộn nhịp quá, trời ơi. Khách sạn rồi anh em ạ. Đi khách sạn rồi nhá. Tôi phải biết. Rồi, cuối cùng thì cũng đã đến khách sạn. Cuối cùng được nghỉ ngơi anh em ơi. Hello, chào tạm biệt nhá. Đáng vãi. À, khách sạn này chiếu phim anh em ạ. Mình có bao giờ chiếu phim ở đâu nhỉ? Có cái gì để chiếu phim ta? Ôi, có cả cầu chuột anh ơi. Oh my god. Wow. Có cả gương luôn. Up up. MNZ love the way you are. Ok, bây giờ tắm rửa tí anh em ạ. Tomorrow. Hello mọi người. Chào buổi sáng anh em. Hóa ra đây là buổi sáng ở Sài Gòn à. Thật là tuyệt vời mọi người ạ. Hiện tại đang là khoảng độ 6:30 sáng. Lâu lắm rồi mình mới dậy sớm như vậy. Mọi người đang khá chill uống trà đá các kiểu đấy, anh em thấy chưa? Ôi, ở chỗ khu mình nhiều đồ quán đồ ăn sáng lắm anh em ạ. Thẩm bao giờ mới hết đây? Thì lịch trình hôm nay là tầm độ 7:10, 7:15 ấy. Mình sẽ đến studio để thay đồ anh em ạ. Thay đồ, check kịch bản các thứ. Và sau đó thì bắt đầu quay diễn. Đây không phải là một buổi phát trực tiếp anh em ạ. Đây không phải buổi phát trực tiếp. Ở đây sẽ là một buổi theo kiểu như là đây sẽ là buổi theo kiểu như là quay dựng. Và sau sẽ cắt thành một video tầm 10 phút để anh em xem. Ngày hôm qua là ở trên máy bay tưởng ngủ được, không ngủ được mọi người. Không ngủ được. Ngồi xem Avengers Endgame ấy. Xong rồi là xem cả Doraemon đấy chứ. Mà hôm qua xem cái được cái là vẫn cảm xúc về đoạn Avengers Assemble. Với lại mỗi tội là trên đấy mọi người rất là tự quá nên là mình cũng không dám nói năng gì nhiều. Nên là gần như là kiểu kịch câm. Mỗi tội là trên máy bay mình hay bị ù tai anh em ạ. Lúc đầu còn đỡ nhá. Lúc sau ấy, nó ù tai xong rồi là còn buồn ngủ ấy. Mỗi lần ngáp ngủ, ngáp há mồm ra là bắt đầu
nghe cái tai nó kiểu như là bị khơi thông thôi anh em ạ. Nó bị khơi thông từng lớp rồi, không biết anh em bị thế không hay mỗi mình bị, hay là bị làm sao thì nó mới bị như thế. Thì anh em comment ở phía dưới nhá. Thế bây giờ là mình chuẩn bị đi ăn sáng đó, xem có bún chả không nhỉ. Bây giờ bún chả Sài Gòn có khác gì bún chả ở ngoài Bắc không? Mình khóa ăn bún chả em ạ. Thế thì đi kiếm gì ăn sáng đã. Được cậu. Đánh bát phở anh ạ. Còn gì tuyệt vời hơn việc bắt đầu buổi sáng bằng một bát phở nóng hổi không? Đây bát phở đây, bát phở bò thật là tuyệt vời, ăn làm bát phở cho ấm bụng. Mời anh em nha. Đến rồi anh em ạ. Bắt được quả xe ôm mà mình phải chỉ đường. Trời ạ. Revon Studio. Let's go. Hello, chào tất cả các bạn, đây là vlog của mình. Hello, đây là vlog của mình, không phải của bạn này. Và đây là Marcel, anh em. Hay là vui là hai anh em gặp nhau ở đây là làm quen, là biết nhau. Là... Đây là thần tượng của tôi. Thần tượng đấy anh em ạ. Anh em biết Tùy Âm không? Tùy Âm đỉnh cao lắm. Các bạn hãy cùng đăng ký và là subscribe cho kênh của Marcel cho các bạn đây. Ok ạ. Cùng like, subscribe kênh của đăng ký. Cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn Marcel. Hello, lại là mình đây. Và đây là một cái nhân tố gọi là F2P nhưng mà lúc F2P có hơn 80.000 người đăng ký đúng không? Nhưng mà nạp đây. Nhưng mà nạp dương vàng xuyên sơn các thứ. Ok, mời bạn. Chào các bạn. Mình là F2P đây. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của GPI hết. Kìa. Ơi anh em nếu mà chưa đăng ký kênh của Rock GPI cũng như là Marcel thì nhớ đăng ký nhá. Tôi sao? Ai cũng nhầm Rock F2P anh em ạ. Rock GPI là mình. Okay. Nếu mọi người nhớ đăng ký kênh này, Marcel Rock F2P and Rock GPI. Cảm ơn anh em. Đăng ký nhá. Chưa. 2377 đang đốt cờ này. Đốt cờ cháy. Bên mình vẫn đang đánh nhau anh em ạ. Bên mình vẫn đang đánh nhau, vẫn đang đốt cờ ở địch, ủi vẫn đang rất đông. Cuối cùng xong mọi người ạ. Hôm nay được quả stylist mọi người vuốt ngược hết lên như kiểu siêu xảy ra luôn. Có mấy cái sợi cao cao lên mà mình cảm giác như chỉ cần gồng một chút là có thể tóc biến thành màu vàng và thành Super Saiyan cấp 1 rồi đấy. Bây giờ thì xong rồi. Ngồi đợi thôi, đợi mọi người dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ăn uống. Ngoài ra được một phần quà anh em ạ. Rồi. Đây. Để đợi. Túi được một túi quà to đùng. Và mình nghĩ là sẽ có một đoạn unlock ở phần sau của video anh em nhé. Thì bây giờ chuẩn bị dục dịch rồi đi ăn uống đã. Mỏi quá, mệt ngủ, mệt buồn ngủ, đói. Và chúng ta sẽ dành ra một ít phút để phỏng vấn vào người mà ai cũng biết là ai. Rock E2P. Yeah. Hello nha. Hello anh em. Ok. Cảm giác của ông ấy nào? Nói chung khá là mệt, buồn ngủ. Vui. Có gì tích cực hơn không? Tích cực hơn là nhất là có quà này, thứ hai là được trải nghiệm. Không biết là hôm nay cái video này biết là có đúc lên sớm không, nhưng mà sẽ được trải nghiệm gặp một số người nổi tiếng, được gặp GP này, được gặp thêm hai người nổi tiếng nữa, nhưng mà căn bản là tôi không biết là video này úp sớm hay muộn nên tôi không nói được là ai. Khu thủy nhá, tiết lộ là khu thủy anh ạ. Việt Nam có phù thủy. Phù thủy. Một là phù thủy, hai là dùng từ gì cho nói ta? Gọi là nếu mà dùng từ gái xinh thì hơi quá nhỏ. Dùng từ một bạn nữ rất là xinh xắn. Ok. Nhắm người khác cái đoạn này. Ok. Thì sắp tới thì chúng ta còn một cái lịch gì nữa nhỉ? Còn một cái lịch gì ta? Đi ăn đúng không? À đúng rồi, còn đi ăn nữa. Nó sau khi mà một ngày làm việc vất vả thì được trả công và một bữa ăn gọi là ha đi lao anh em ạ.
Ok, bây giờ lẹp đâu thôi anh em nhá. Vô đi. Ok, mình đã vừa được thưởng thức một bữa tiệc thính giác đồ sộ. Tai của mình đã gần như là vượt qua sức chịu đựng anh em ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm cái gì bỏ bụng thôi. Hà đi lao em ạ. Trong này rất nhiều mùi, có mùi Trung Quốc em ạ. Mùi của mấy cái thực phẩm ấy, của Trung Quốc ấy. Dầu mỡ các kiểu. Nhưng mà mình thấy mùi cay em ạ, mùi cay là tốt rồi. A few minutes later. Đã ăn uống xong mọi người ạ. Rồi bây giờ rút thôi. Bây giờ thì bây giờ thì 20 giờ rồi và bây giờ mình sẽ trụ về khách sạn tắm rửa đánh KVK tiếp. Đánh KVK tiếp rồi nghỉ ngơi, mai lại bay về Hà Nội em. Nói chung hôm nay là một ngày có nhiều trải nghiệm vui vẻ. Hai bạn các bạn quay với mình kiểu mặc dù rất nổi tiếng nhá, nhưng mà các bạn rất là thân thiện, rất là thân thiện và gánh nhau rất là ác. Đây là buổi quay hôm nay mình nghĩ là thành công. Day 3. Ôi, cuối cùng cũng gần về nhà anh em ạ. Nắng vãi, bây giờ là 12 giờ trưa ở Thái Nguyên. Quá nắng. Không may là kiếm được chút quà cho hai mẹ con ở nhà. Một con gấu rồi và một váy hoa. Cô công chúa ở nhà là kiểu thích váy công chúa ấy. Không biết là váy hoa có thích hay không. Tí nữa về mình sẽ ăn bóc cái quà của Lilith luôn cho anh em đỡ tò mò nha. Đây là quà của Lilith dành cho mình với lại Rock FHP. Mới đến thôi là đã nhét quà mồm mọi người, kiểu như là làm đi có quà đấy. Ở đây mình unbox luôn cho anh em xem nhé. Đầu tiên là một cái hộp hình chữ nhật khá dài, tầm độ 40cm gấp đôi của mình. Thì đây em nhìn thấy chưa, zoom cận nó nào. Chúng ta có 5 cái biểu tượng của 5 loại quân, đó là kỵ binh, lãnh đạo, quân đi farm này, bộ binh và cung thủ. Ở đây là một cái miếng mà mình nghĩ là gia công khá là đẹp. Gia công khá là đẹp và theo kiểu là nam châm anh ạ. Ở đây có cái gì kim loại không nhỉ? Ở đây mình không có gì kim loại cả thôi. Nhưng mà nói chung là bộ này nhìn đẹp, đơn giản nhưng mà đẹp. Và kể cả cái hộp này nhìn cũng xịn. Đấy. Đẹp. Một cái. Tiếp theo một hộp to. Hộp này thì cũng tầm độ gần 20cm. Gần 20cm. Ok. Ui xịn nhá. Nhìn này, một cái cốc. Cốc có in hình trộm chó anh em ạ. Tào Tháo. Cốc đẹp mọi người ạ. Chi tiết hoàn thiện tốt. Uống nước này cũng ngon này. Một cái cốc để bàn làm việc quá tuyệt vời. Nhưng mà thiếu đế. Thiếu đế và thiếu cái thìa để khuấy cà phê. Thì chẳng nhẽ mình lấy cái thìa sắt để mình khuấy vào nhìn nó hơi phèn. Cái đế cũng đẹp luôn. Và tiếp theo là một cái bộ gọi là xiêm mi. Mặc cái này vào thì không khác gì vua mặc hoàng bào rồi anh em ạ. Đây Rise of Kingdom. Đoạn sau này em, đoạn sau này. What is your power? Đấy. Sức mạnh của chúng mày là bao nhiêu? Mày có 5 triệu sức mạnh chưa? Mặc cái này ra ngoài xã hội không biết bị làm sao không. Mình như mà mình nhớ là nếu mà mặc cái áo này ra ngoài xã hội trong vòng khoảng độ 2-3 năm trước ấy, cái thời mà quảng cáo Rise Kingdom 5 triệu sức mạnh kiểu gì bị ăn đấm ấy mà. Nhưng bây giờ chắc là mình nghĩ sẽ an toàn. Đấy, áo Rise Kingdom trong này thì sao nào. Đây có logo của con nào đây. Tào Tháo này, Leonidas này, Cleopatra và Julius Caesar em ạ.
áo khá đẹp, chất lượng tuyệt vời, gọi là 2000% cotton. À, cần mặc không nhỉ? Đấy, anh em thấy chưa? Đẹp trai ngay, kiểu gì mình mặc lên livestream cho mọi người xem. Đẹp trai, phong độ. What is your power? Ok. Cái rất khét. Mặc áo này cảm giác trình độ gáy của mình nó lên một tầm cao mới. Nói chung là quà đẹp anh ạ, quà sang xịn mịn. Nói chung là cảm ơn Lilith rất nhiều đã tạo điều kiện cho mình, cũng như là Lốc F2P có điều kiện để làm việc, cũng như là nhận những phần thưởng gọi là xịn sò con bò như thế này. Và hy vọng là mình với lại Lốc F2P có nhiều cơ hội để hợp tác với Lilith nhiều hơn nữa, liên tục. Thế này mình nghĩ là Lilith một năm làm sinh nhật tầm độ 300 lần thì cũng được. Và đó toàn bộ vlog về buổi quay chụp sinh nhật lần thứ 6 của Riot Kingdom. Mình hy vọng thì nó sẽ không chỉ dừng ở mức sinh nhật lần thứ 6 mà sẽ là lần thứ 60, thậm chí là 600. 600 thì nghe hơi quá, có thể là thời đấy quan trọng chắc chút chít của mình vẫn chơi, nhưng mà thực sự thì đó là những kỷ niệm rất hay và rất đáng nhớ. Cảm ơn Lilith, cảm ơn anh em. Và mọi người xem đến đây đừng quên để lại cho mình một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều content hay ho nữa nha. Còn bây giờ, mình là BTX. Xin chào và hẹn gặp lại.